điểm tiếp theo là ngọn hải đăng cô chú anh chị ơi. Giờ áo này mình bỏ vô đây hả? Dạ. Gì anh thấy chị? Chị còn của gì? Chúng mình được cái áo đen nha. Trả rồi nha. Trả rồi, trả rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu di chuyển lên ngọn hải đăng cô chú anh chị ơi. Quay xuống mà quên á. Phải nhớ là hồi hồi đây đẹp quá chị. Quay xuống đi đẹp kìa. Hồi hồi. Lên đây đứng này chụp hình nè. Chị. Cái khúc này đẹp nè. Không, lát mình lên con xanh đẹp hơn nữa. Đứng bao quá khỏi dưới này không đẹp bằng trên kia dòng sao, suốt. Ê sao người thằng Hiến Quy nó dẫn một mình chị Gâm đi vậy? Thì nó kêu đi chảnh mà. Bà đó bà đi nhanh mà bà xuống cũng nhanh nữa. Lên cũng đầu tiên, xuống cũng đầu tiên. Ừ. Ai bà nào? Mình đi mình qua đâu vậy? Chủ về giờ dắt mình mà. Anh phải đi nhanh lên chứ anh phải đi nhanh. Điểm này là không kêu xa kịp đâu. Cái đoạn của mình sao mà đi. Cầm lấy cái quạt nóng quá. Bất ngờ Hiện Tiên chịu nóng hết nổi rồi bà con. Quá trời nắng. Ủa anh áo vàng khóc gì anh? Ồ nắng quá. Bây giờ chỉ mệt tí xíu mới được. Bây giờ sao? Quá mệt rồi. Cô chú mất lâu chưa cô? Dạ. Là chú bệnh hay sao cô? Dở đi như hai vợ chồng con. Cô cũng ù như con vậy, con nói. Dạ. Cô nằm khóc không? Con người có hay tủi thân nên cô dễ hờn. Mình cứ mình chấp mình nếu mình không được như người ta. Chờ Nguyễn Thị Băm hả? Hên quá thằng neo nó đi sao. Rồi là này, vô hết rồi, tiên. Dạ không có, con quay cái góc con là con biết chứ. Dạ. Rồi bây giờ mình lên hải đăng ha. Rồi chị Hu thấy đẹp không chị Hu? Chị chưa gì thử Hu đang thở rồi. Không, đây là bắt đầu xuống đi tắm rồi. Ủa mình tắm đi đâu phải đâu. Không không, đây lên coi ngồi hải đăng rồi mới xuống. Cái này ngồi hải đăng không? Mình ăn rồi mới tắm không? Hay là sao tắm rồi mới ăn? Tắm rồi mới ăn. Ủa, ủa chảy vậy? Tắm rồi mới ăn, ăn xong nghỉ trưa, nghỉ trưa xong. Tắm rồi mới ăn hả? Đúng rồi. Tắm rồi mới ăn. Ăn rồi nghỉ ngơi. Đây nghỉ ngơi, chiều đi một điểm nữa. Xong về. Bây giờ mình đi đây xong về, nghỉ ngơi, chiều mình đi một điểm tắm đạn sao hô nữa. Đó. Tới này nè. Ừ, là lên lên ngọn cù lao xanh nha mọi người, lên đỉnh luôn đó. Đi cho gió mát lộng lộng đó mọi người, đợi có mọi người lên, đợi có mọi người ơi. Đi trả luôn á. Bây giờ ai dám chạy từng bước chân đi làm hết rồi chị đi hay đi leo núi không? Cô là leo núi thường xuyên nên nên cô quen rồi, nên xương cô rất là chắc. Không có nắng rồi đó.
đó là phía sau rồi đó thôi, thường ba chụp phía trước nhiều hơn. Còn mấy anh là trên đây là đang ngồi nghỉ mát rồi cô chú anh chị ơi. Cô ở trên đó quá trời đẹp luôn. Rồi sao rồi mấy anh thấy trải nghiệm từ sáng tới giờ thấy sao anh? Anh thấy giống như là mình đi tập thể lực. Tập thể lực. Ờ. Leo núi được ha. Leo núi lên đèo. Leo trèo luôn. Đổ mồ hôi luôn. Chị lên đây có cái mobi với chị đi theo à. Hiện tại thì thấy sắc mặt của ếch thì bữa nay hình như là đen hơn chút xíu rồi cô chú anh chị. Đen hơn ở nhà mộ rồi. Ở đâu nó cũng rất nhiều cái bạn. Thôi bây giờ nhà mình đã đến ngọn hải đăng cô chú anh chị ơi. Thôi em để cho tụi mà thôi đúng rồi nè, em chụp cái ngọn hải đăng giờ cái em chụp luôn nguyên cái nhóm mình đứng hàng ngang chút em cho lên đó luôn. Ủa cô đang chụp hình. Bước một chân lên con. Rồi, ok. Ngước cao lên, bước cao. Cách chè neo. Ủa em trai, cái ngọn hải đăng này là xây năm 1890 hay không? Tới chị đi. Vô em, vô chị. Ủa cái này là ai xây em? Con phát hiện ra một điều nha, nó bằng tuổi của con cộng thêm 100 năm nữa. Trời ơi, tuổi sao cũng bằng. Biết ai xây không? Ông vô nằm mua đây ông xây. Xè luôn đi con. Ủa anh cho mượn đâu có xè xè ta. Ủa rồi. Đàn ông mà sao kỳ cục ghê, đấy là đàn bà phụ nữ người ta. Quay là quay đi. Đó cô chú anh chị ơi, hiện tại thì anh nấu vàng á, anh đang định mượn quạt của em mà anh phải ưu tiên phụ nữ chứ. Anh mà làm vậy thì chừng nào anh có vợ được. Không có ga lăng chứ phụ nữ. Chỉ vậy được rồi. Rồi, rồi. Giận. Giờ mình đi thôi tới đây. Mấy chụp hình em ở đâu mất tiêu rồi lo. Ngắm san hô. Ở đâu chị? Bây giờ ngắm san hô dưới dưới chân núi nè. Đi luôn hả? Ừ. Xong mình mới đi ra ngoài kia phải không? Ừ. Ngắm san hô xong rồi đi ăn xong có tắm phải không? Đi ngắm san hô có tắm luôn. Bước chân lên. Hát bước chân kia mới đúng. Trời ơi, đó có cái quạt mini. Quạt di động. Quạt di động rồi lúc mình ơi. Rồi. Ủa mình có lên trên đó không cô? Ủa mình lại nói đi tới đây phải lên trển chứ đây. Thôi giờ mình chụp sao mà cho nó ngang ngang đây nè, chút con cho mình lên đó đứng luôn. Đúng rồi, chút con xó nè, con cho mình lên đó đứng luôn. Cho lên bằng kỹ thuật luôn. Bây giờ muốn chụp đẹp á. Nhà mình vào đứng bậc thứ tư trở lên nha. Mỗi người đứng bậc, mỗi người đứng bậc đẹp lắm á, hai bên. Đứng góc bên kia chụp qua nó sẽ hay hết đẹp. Mỗi người đứng bậc mà đứng hai bên luôn á. Đi ra hai bên luôn á, đẹp lắm. Nhưng mà nó đây lục đều á. Rồi. Mỗi người đứng một mặt đứng lên nữa cô, đứng lên nữa, một mặt. Rồi. Mỗi người một mặt luôn. Mỗi người một mặt luôn nó mới đẹp. Lên luôn chị, kia lên luôn. Ừ, đội hình mình đang sắp xếp để chụp hình nha cô chú anh chị. Mỗi người một mặt nó mới đẹp. Ủa thiện tiên không vô hả con? Dạ không, để con ghi hình cái chút nữa con cho mình lên trên nó đứng luôn. Chị đứng cách một bậc. Đúng rồi. Đứng xà le đó chị. Đứng xà le. Đứng xà le nha mọi người. Dù xuống bậc đi rồi chị thôi. Cả nhà mình ai lên nữa không ạ? Vậy đó mới rõ. Rồi ai lên không? Áo vàng lên đứng giữa đây. Rồi. Sao rồi chứ? Rồi mình làm cái kiểu mỗi người kiểu đi. Ta xòe nè. Rồi ok. Lấy mấy bạn cho nó bay bay nha. Dạ rồi. Cắm quạt cho nó bay. Rồi. Có vàng lại quạt bay bay quạt. Cái quạt bay bay đi đến hàng con. Nó quay gì đó. Vậy em nhờ chút cô em trái tim.
Cái tim luôn kỳ tạo. Cái tim hết luôn đi. Không, một cái tim đã. Cái thôi, trái tim tròn không, cái tim tròn không? Là sao mà cũng lưng vậy? Kỳ đấy. Cái tim tròn không chứ đẹp chứ. Không 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 không. Đẹp chứ anh. Được chưa? Rồi, ok. Cao lưng đi. Nha, 1 2 3. Rồi xuống cả tiền kìa. Là 3 4 8 thôi mà. Giờ thử người. Tim con bò bò lên chính giữa nha. Vô vô nè, vô đây, vô đây. Vô vô hết rồi. Nè, quay nè, con khiển kim. Thì chạy nhìn nó cái. 1 2 3. 2 3. Ok, bây giờ nha, mình làm một hàng dọc luôn. Một hàng dọc lên luôn. Một rồi, hàng dọc đi tầng tầng lên luôn hả? Trời. Rồi mình ngồi xuống bên đây ha, bên đi giữa luôn, đi trên giữa luôn. Kệ, con này đứng trước, con này kéo qua sáu lần chân. Thu đứng sau nè. Một hàng dọc luôn con. Đứng số 2 cho con. Mọi người đứng một mặt. Chị quần quần. Mọi người đứng hàng mặt đi. Mọi người giống như là đông ớt xảo. Có gì? Chị lùng mình như đứng dưới nha. Mình ngồi mà. Kệ ta đang ngồi không mà. Mình ngồi nha. Vậy cái chợ ba ngồi luôn. Mình ngồi một cũng chưa rồi. Tao phải đói bụng chứ. Mà mình dọc mà. Em đúng rồi, chị xem thấy chân qua xếp chân lại đó, thẳng nó không có hay đâu. Em đứng bên đây nè em trai, em chụp em sao thấy đẹp hơn em trai. Đầu tiên mấy cô, mấy chị phụ nữ. Xinh đẹp. Nếu mà xéo vào xéo lại thì mình hơi xa xa tí xíu thì đẹp hơn. Ngồi em ngồi cái anh nẻ ra vậy nè, giờ anh gắn cho ngực cái đuôi nữa. Chích lên Diệu Thiện, chích lên cái tí làm thôi, ngồi đây nè để cho con người ngồi đó. Thôi dưới cột dài nằm mà đầu nằm kéo rồi kéo rồi. Giơ tay lên vậy đúng không? Rồi tiếp bạn là cùng một thẳng một hàng, giơ tay lên. Rồi ok. Không rồi. Là vô đây. Là một miếng nhầm lớn lâu cứ đòi làm xương cá. Chị cứ ngồi đó đi rồi chèo hết gắn cho ngượng cái đuôi. Đẹp phải không em? Đẹp rồi. Ồ đẹp chứ hả? Cứ mời cái đà mà ở dưới đây lên lên bắt đầu lên lần lên lần. Không đụng em lên nữa. Không không con ngồi đó. Không phải tại giấu chứ giấu chứ. Đúng rồi, thấy hả đúng rồi. Từ từ ở dưới đây thấp xuống, dưới đây thấp. Dưới đây giờ nghe nha. Vô thẳng tay nhưng mà ở trên là ở trên bắt đầu tím tím lần lần lên lại. Chị ánh vô thẳng tay ra. Cô thẳng luôn. Thẳng cô ở đây ông đang cho anh ha. Thẳng okay. Như vậy luôn. Em cũng vậy luôn. Ok. Nhăn nha, cô phơi nắng dữ lắm rồi. Rồi ok. Gì đẹp mà cô. Rồi nha. Tất cả gì tổ quốc. 1 2 3. Cô chị ngồi nha. Có hai chiếc xíu. Tất cả hướng về bạn phải đăng. Rồi nha, 1 2 3. 2 3. Ok, bây giờ mình bỏ một cây bên đây thôi. Bỏ một cây thôi. Thôi, mày muốn cắt vào. 2 3. 2 3, đổ tay luôn ạ, đổ tay ạ. Đúng rồi, 2 3. Ok. Quá trời đẹp rồi. Rồi bây giờ là Tiên cũng xin kết thúc clip với cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh Có Buổi Trưa Tốt Lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo. Mọi địa điểm đến thì Tiên cũng sẽ cập nhật cho cô chú anh chị những cái video ngắn để cho cô chú anh chị có thể là xem từng một cái cảnh. Ví dụ như quay dài cũng được, nhưng mà Tiên muốn là mỗi cái video là đều có một cái tiêu đề về một cái địa điểm đến để cho cô chú anh chị muốn xem cái cảnh ở cái địa điểm nào thì mình có thể là nhấp vô và có thể là xem. Và cô chú nhớ ủng hộ cho kênh của Hiền Tiên để Tiên tiếp tục ra những cái video hay hơn cho cô chú anh chị nha. Và bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.